Xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Đồ Mạnh. Hôm nay quay lại với cơ sở của chúng tôi xin quay lại vài phút video để cho quý khách hàng xem về bộ khổng tử chất liệu là gốm mun đơn công, hàng là gồm sáu món, chuẩn bị trả anh Thành ở quê anh Sơn đây. Anh Sơn ở Đồng Trúc, mặt đường làng Hòa Lạc, xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội. Đấy. Bộ này của chúng tôi đang giảm giá cho hình như là còn 27.500.000 nhé quý khách nhé. Và tặng kèm kính 10 ly và khay trà gỗ hương đỏ. Đấy. Bộ này là gồm 6 món. Đây, giờ tôi sẽ đi bước cho em ngoài này. Thông tin cũng như là kích thước để cho quý khách hàng xét cũng như là tham khảo. Và nếu muốn mua một bộ bàn ghế như của anh Sơn đây thì hãy alo nghe cho chúng tôi nhé. Đấy, bộ này có kích thước của chiếc đoạn dài này là phủ bề sẽ là 2m45, phủ bề 2m45 nha quý khách nhé. Đây, kích từ cái tay này sẽ là phủ bề, đến cái tay kia sẽ là 2m45, còn mặt khuôn tranh của chúng tôi là sẽ là 2m32 nhé. Mặt khuôn tranh sẽ là 2m32, còn chiều sâu. Đấy, chiều sâu tính từ chân này sang chân bên này. Đấy, sẽ là 63 phân. Hàng là hàng đục tứ diện nhá quý khách nhá. Đục yếm tứ diện. Đấy, yếm tứ diện. Đấy, yếm tứ diện là tức là yếm bốn chân xung quanh là chúng tôi đục hết. Đấy. Yếm tứ diện nhá. Và chân cùng tứ diện này. Đấy. Chân phía sau của chúng tôi là đục hết. Đấy. Rất chi là đẹp nhá. Đấy, tôi quay cả vân đường so cho quý khách xem. Bộ này gọi là bộ khổng tử chất liệu gốm mun đơn công. Đấy, giá công khai và giá là 27.500.000, đang giảm giá trong tháng này thôi nhá quý khách nhá. Đấy, đang giảm giá trong tháng này thôi. Đấy, còn độ dày của bộ này sẽ là chiều dày sẽ là khuôn tranh dày 2 phân rưỡi, ván 1 phân 2. Đấy, ván 1 phân 2 và chọn vân, gỗ là gỗ chọn, không có một tẹo rác nào nhá quý khách nhá. Gỗ là gỗ chọn vân và chọn gỗ. Đấy, đây vân cực kỳ là đẹp nhé. Bộ này sáng của chúng tôi vừa mới cả sơn BU xong và đã gọi anh Sơn xuống kiểm tra và anh ấy ưng luôn và anh ấy đòi chở luôn nhé. Anh ấy vừa ở đây xong và chúng tôi chuẩn bị gọi xe và chở cho anh ấy. Đây, tôi sẽ quay sắc nét. Đây, độ dày của chiếc trương này sẽ là dày 7 phân. Đấy, trương dày 7 phân. Còn ván mặt của cảnh đục này sẽ là 1/4 nha quý khách nhá. Đấy, lồng ván là 1/4. Đây, lồng ván rất chi là đẹp. Đấy, quý khách hàng có thể thấy nhá. Đấy, cảnh đục cực kỳ là sắc nét. Đuôi đòi. Đấy. Đấy. Nếu mà quý khách hàng có nhu cầu mua một bộ bàn ghế như của anh Sơn này thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại đây. 0944 22 22 66 hoặc là 0386 66 789 nhá. Đấy. Còn bây giờ tôi sẽ quay đến chiếc bàn này. Chiếc bàn là bàn đục chống đồng Đông Sơn. Đấy. Bàn đục mé nhá. Tất cả bộ này là đục mé 100% nhá quý khách nhá. Đục mé 100%. Và xung quanh là đục hoa lá tây. Đấy, rất chi là đẹp. Và hai bên là sẽ có hai ngăn kéo nhỏ. Đây, rất chi là tiện. Quý khách hàng có thể là để cái trà hay là cái gì đó. Đấy. Để trà trước rất chi là tiện. Chiếc bàn này có kích thước là chiều ngang là 73 phân, còn chiều dài sẽ là 1m47 nha quý khách nhá. Chiều dài là 1m47. Đấy. Rất chi là đẹp. Đấy. Bộ này chúng tôi vừa hoàn thiện buổi sáng thôi. Vừa xong. Đấy, còn đến chiếc đôn kẹp này. Chiếc đôn kẹp này có kích thước là 73 nhân sâu là 40. Đấy, còn chiếc đôn ngồi này sẽ là 40 nhân với cả 40. Đấy. Còn độ dày thì cũng như là chiếc đoạn như nhá. Khuôn tranh dày 2 phân rưỡi, ván sẽ là 1 phân 2. Đấy. Còn đến chiếc ghế đơn này, chiếc ghế đơn này sẽ có kích thước là chiều ngang là 1m03 nhé quý khách nhá. Kích thước phủ bì 1m03, chiều sâu sẽ là 63 phân. Đấy. Ván cũng dày như thế nhá. Đây, ván rất chi là đẹp. Bố chọn vân của chúng tôi cực kỳ là đẹp nhá. Đấy. Và chiều cao tổng thể của chiếc ghế này sẽ là 1m17 từ chân lên đến đỉnh này. Đấy, lên đến đỉnh này sẽ là 1m17 nha quý khách nhá. Chiều cao 1m17, sâu 63,
còn ngang sẽ là 1m03 củ bi. Đấy, khách hàng nếu mà ai ok vừa bộ này rất chi là đẹp, mẫu này đang rất chi là hot nha quý khách nhá. Đấy, vân này. Đấy, mẫu này gọi là mẫu khổng tử nhá. Đấy, vân gỗ cực kỳ là chất và vip. Đấy, quá đẹp luôn. Và chủ hàng sở hữu bộ này thì khỏi chê luôn quý khách nhá. Đấy, nếu mà quý khách hàng có nhu cầu xem các sản phẩm khác như giường tủ, kệ tivi, cây đồng hồ, bàn ghế hay là lục bình hay là đồ thờ thì quý khách hàng có thể lên website của chúng tôi là đồgodomanh.com để xem thêm các mẫu mã và sản phẩm cũng như là giá công khai báo giá ở trên mạng luôn. Giá của chúng tôi là giá chuẩn luôn nhá, chứ không phải là giá nói thế. Còn nếu mà quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay kết bạn Zalo của chúng tôi là 0944222266 có Zalo nhá. Hoặc là quý khách hàng có thể alo thêm số điện thoại là 0386666789. Số này thì không có Zalo. Và là quý khách hàng có thể đến tận địa chỉ của chúng tôi là ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Để xem trực tiếp sản phẩm cũng như là tham khảo mẫu mã khác. Đấy. Video của chúng tôi chắc xin quay đến đây thôi. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ. Đấy. Nếu mà quý khách hàng đến video này hay là bộ bàn ghế này đẹp thì cho chúng tôi một nút like và một bình luận ở phía dưới và một nút chia sẻ nhé. Đấy, xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người vào video lần sau.